Trong một ngôi làng nghèo khó, xa xôi nơi miền quê hẻo lánh, ông Tư và con gái Linh sống nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, đổ nát nằm cạnh cánh đồng lúa bạt ngàn. Cuộc sống của ông Tư ngập trong bóng tối kể từ lúc ông bị mù cả hai mắt do một tai nạn lao động từ khi còn trẻ. Mặc dù đôi mắt không còn thấy ánh sáng, nhưng trái tim của ông thì sáng lên từng ngày vì đứa con gái bé nhỏ của mình. Mẹ của Linh đã qua đời từ khi Linh còn đỏ hỏn trên tay. Không còn ai bên cạnh, ông Tư vừa làm cha, vừa làm mẹ, gánh vác mọi khó khăn để chăm lo cho Linh. Cả làng ai cũng thương, ai cũng cảm phục trước tình yêu thương vô bờ bến của ông dành cho con gái. Nhưng họ không biết rằng, mỗi đêm, ông lại nằm cô độc trong bóng tối, với nỗi sợ vô hình rằng liệu mình có đủ sức để bảo vệ và chăm sóc con gái mãi mãi. Những buổi sáng ở làng luôn bắt đầu bằng tiếng chim hót ríu rít và ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng với ông Tư, tất cả đều chỉ là bóng đen vô hình. Ông không thấy gì ngoài những mảng tối lặng câm, đôi khi nhòe đi vì những giọt nước mắt lặng lẽ. Nhưng mỗi lần nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Linh khi cô bé thức dậy, ông lại cảm thấy như có ánh sáng chiếu rọi vào tâm hồn mình. Đối với ông, Linh chính là cả thế giới. Ông dậy thật sớm, mò mẫm vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho con. Dù không thể nhìn thấy, ông vẫn có thể cảm nhận từng hạt gạo, từng miếng rau và từng dụng cụ nhà bếp qua những đầu ngón tay đã chai sạn. Đôi bàn tay ông, dù đầy sẹo và vết chai, vẫn cố gắng từng chút để đem lại cho Linh một cuộc sống đầy đủ nhất có thể. Dường như ông luôn sợ rằng nếu lơ là chỉ một giây thôi, Linh sẽ phải chịu thiệt thòi và thiếu thốn. Mỗi ngày, sau khi chuẩn bị đồ ăn cho Linh, ông cẩn thận khoác áo cho cô, vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại của con gái rồi dắt cô đến trường. Trên con đường gồ ghề, lắm ổ gà, ông vẫn nắm chặt tay Linh, đi từng bước một, như thể sợ rằng nếu buông tay ra thì ông sẽ lạc mất Linh mãi mãi trong bóng tối. Cuộc sống đối với người lành lặn đã vất vả, với người cha mù như ông Tư lại càng gian nan. Ông nhận làm bất kỳ công việc gì trong làng mà người ta thuê, dù là nhổ cỏ, làm vườn, đan rổ hay bện dây thừng. Ông chẳng nề hà việc gì, miễn sao có tiền để lo cho Linh. Nhiều đêm, đôi tay ông nhức mỏi đến mức không cử động nổi. Những vết nứt trên da đau rát, nhưng ông chỉ cần nghĩ đến nụ cười của Linh là lại cảm thấy có đủ sức mạnh để tiếp tục. Một lần, sau khi làm việc từ sáng đến tối muộn, ông Tư trở về nhà, mệt đến nỗi lảo đảo, ngã quỵ xuống ngay trước cửa. Linh chạy đến, hoảng hốt đỡ cha. Nước mắt cô bé lăn dài khi nhìn thấy những vết thương trên tay cha. Nhưng ông Tư vẫn cố gắng nở một nụ cười, tay run run đưa lên xoa đầu con, giọng nói đứt quãng. Con đừng lo, cha ổn mà. Chỉ cần con hạnh phúc, cha có vất vả thế nào cũng không sao. Linh ôm chặt lấy cha. Cô bé khóc nấc lên, nỗi đau như xuyên thấu tim gan khi nhìn thấy người cha phải chịu đựng vì mình. Cô bé chỉ biết hứa thầm trong lòng rằng lớn lên sẽ học thật giỏi, sẽ thành công để cha không phải khổ cực nữa. Năm Linh lên cấp 3, cô bé nhận được học bổng vào trường trung học trên thành phố. Đây là niềm tự hào to lớn, nhưng đồng thời cũng là nỗi lo âu nặng trĩu với ông Tư. Ông biết rằng, nếu Linh đi học xa nhà, ông sẽ mất đi niềm an ủi duy nhất của cuộc đời. Nhưng ông cũng biết rằng, mình không thể cản con gái theo đuổi ước mơ, không thể ích kỷ níu giữ con lại chỉ vì nỗi sợ mất mát của mình. Trước ngày Linh lên đường, ông Tư đã thức suốt đêm ngồi bên cạnh giường con gái, khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô bé. Ông muốn ghi nhớ từng đường nét, từng hơi thở, từng tiếng động của con, như thể sợ rằng sau ngày hôm nay, ông sẽ không còn cơ hội được gần gũi với con nữa. Đôi mắt mù lòa của ông nhìn không thấy, nhưng trái tim ông cảm nhận rõ sự xao động, nỗi lo lắng của cô bé. Ông cầm tay Linh, giọng khẽ run rẩy. Linh à, con hãy học thật giỏi, thành công thật lớn. Cha có thể không thấy con trưởng thành, nhưng cha tin con sẽ tỏa sáng trong cuộc đời này. Linh ôm chặt cha, lòng đầy đau đớn khi biết cha sẽ ở nhà một mình, chịu đựng sự cô đơn và bóng tối. Cô tự hứa sẽ cố gắng không phụ lòng cha. Ngày Linh lên thành phố học là ngày đầu tiên ông Tư phải sống một mình. Ông nhớ con đến đau lòng, đôi khi không thể chịu nổi sự cô độc trong bóng tối dày đặc. Nhiều đêm, ông ngồi ở góc nhà, tay nắm chặt chiếc khăn của Linh, nước mắt chảy dài, gọi tên con trong tuyệt vọng. Mỗi buổi sáng, ông vẫn chuẩn bị đồ ăn như khi Linh còn ở nhà, vẫn đặt ra hai bộ chén đũa, như thể hy vọng rằng Linh sẽ về bất kỳ lúc nào. Nhưng không ai đáp lại tiếng gọi của ông ngoài những bức tường lạnh lẽo và bóng tối vô tận. Ông đếm từng ngày, từng tháng, chờ đợi con gái trở về.
Nỗi nhớ Linh như một mũi dao cắt sâu vào tâm hồn ông, khiến ông dần trở nên già nua và kiệt sức. Cuối cùng, ngày Linh tốt nghiệp cũng đến. Cô đã nỗ lực vượt qua bao khó khăn và thử thách, mang trong mình một quyết tâm mãnh liệt để trở về bên cha và đền đáp lại công lao dưỡng dục của ông. Ngày cô trở về, cả làng ra đón, nhưng điều duy nhất Linh quan tâm là người cha đang ngồi trên bậc thềm nhà, lưng đã còng, mái tóc bạc phơ. Khi cô bước đến, ông Tư như cảm nhận được sự hiện diện của con, đôi tay run rẩy giơ lên, gương mặt đẫm nước mắt. Linh quỳ xuống, nắm chặt tay cha, cô khóc nấc lên trong xúc động. Cha ơi, con đã trở về, con sẽ không rời xa cha nữa. Ông Tư nghe giọng con gái, ông mỉm cười, nước mắt chảy dài. Trong giây phút đó, ông cảm thấy như cả thế giới lại sáng bừng lên. Dù không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng ông biết rằng mình đã tìm được ánh sáng thật sự trong trái tim. Linh chăm sóc cha từng chút, từ những món ăn nhỏ nhặt đến từng việc trong nhà. Cô bé đã thành công, đã có thể tự đứng vững. Nhưng đối với ông Tư, điều quan trọng nhất là ông không còn cô đơn trong bóng tối.